Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng mọi người đến với video của mình. Trong cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý đến các anh em top 10 chai nước hoa unisex mà các anh em có thể tham khảo để dùng. Nhắc đến nước hoa unisex thì có nghĩa là đấy là những chai có mùi hương mà các bạn trai dùng cũng được và các bạn nữ dùng cũng được. Và thực tế thì ngày nay giữa cái ranh giới giữa nước hoa nam và nước hoa nữ cũng đã rất là khá là khó rạch ròi được, bởi vì những chai có những chai nước hoa nam cũng rất là mạnh bạo, rất là táo bạo, dùng những hương liệu như là lê, hoa hồng đó vân vân, mà điển hình là những cái sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier. Thì mặc dù đó là những chai nước hoa dành cho nam nhưng hoàn toàn các bạn nữ có thể dùng được đó. Do đó ngày hôm nay mình muốn gửi đi cho các anh em top 10 chai nước hoa theo như cá nhân của mình, các anh em hoàn toàn có thể mua để sử dụng đó. Đầu tiên ở vị trí số 10 là một chai nước hoa rất quen thuộc, đó là Mancera Cedra Boys. Nhắc đến mùi hương này thì mọi người đều biết, mọi người luôn đánh giá nó là một cái bản clone của Creed Aventures, nhưng đối với mình đây là một cái bản này hấp dẫn hơn, sexy hơn, thu hút hơn so với phiên bản Creed Aventures. Cái này thì mình đã có một cái video khác đã test thực tế mùi hương so sánh giữa chai nước hoa này và chai nước hoa của nhà Creed. Khi mà các bạn xịt mùi hương này thì một cái mùi hương nồng nàn, quyến rũ, nó siêu dụng các bạn rất là nhiều khi mà tham gia vào những cái buổi giao lưu đông người hoặc là những buổi party hạng nhẹ đó. Thì khi mà xịt mùi hương của Mancera Cedra Boy chắc chắn là giúp các bạn ghi điểm đó. Ở vị trí số 10, một sản phẩm của nhà Mancera. Ở vị trí số 9, đây là một chai nước hoa khá là mới mẻ đối với các anh em, nó có tên là Le Bolario Fresca Essenza. Nhắc đến mùi hương này, đây là một cái sự lựa chọn rất tốt nếu như các bạn nào yêu thích một mùi hương nhẹ nhàng nhưng không kém phần thu hút đó, nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Khi mà các bạn nhìn cái ngoại hình của một chai nước hoa này, các bạn có thể hoàn toàn hiểu được một cái màu xanh này nó làm liên tưởng đến mùi của trà matcha. Và thực tế mùi hương của chai nước hoa này khi mà các bạn xịt xong thì nó có một cái liên tưởng đó giữa là trà, kem, nó mix lại và blend lên một cái mùi hương rất là nhẹ nhàng và ngậy. Do đó, đây là một cái sự lựa chọn các bạn nếu như bạn nào yêu thích một cái mùi hương không quá nồng nàn nhưng vẫn đòi hỏi cái sự tinh tế và quyến rũ thì Le Bolario Fresca Essenza là một sự lựa chọn cho các bạn với mùi hương của trà mix cùng với kem, rất là ok, rất là thu hút. Ở vị trí số 9. Ở vị trí số 8, đó là một sản phẩm của nhà Sacre Lutong. Nó có tên là Sacre Lutong Umbos Vandi. Thực tế thì đối với cá nhân quan điểm của mình, nhà nước hoa này mình đánh giá cao duy nhất chỉ có hai chai, đó là chai nước hoa này và chai nước hoa Chigui. Thì mình cũng rất là phân vân lựa chọn giữa chai nước hoa, hai chai nước hoa này, và cuối cùng mình đã quyết định chọn là Sacre Lutong Umbos Vandi. Khi các bạn xịt mùi hương của chai nước hoa này thì giống như một cái cảm giác các bạn vừa ở một tiệm bánh của Pháp đi ra với cái mùi hương ngọt ngào, quyến rũ nhưng không ngậy, không quá nồng nặng của mùi vani. Khi mà mình xịt cái mùi hương này thì một cái trải nghiệm khá là thú vị, đó là một bạn gái đã khen mình là mùi hương anh xịt dùng mùi hương gì mà cảm giác ngọt như một viên kẹo vậy. Thì các bạn có thể thấy là cái sức thu hút mùi hương này nó như thế nào. Do đó ở vị trí số 8 mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là một sản phẩm của nhà Sacre Lutong Umbos Vandil. Tiếp theo ở vị trí số 7, đó là một sản phẩm của nhà Monter, đó là Monter Intense Cafe. Chai nước hoa này mình chỉ có chiết thôi, do đó mình để hình ảnh ở đây để các anh em tham khảo. Nhắc đến mùi hương của chai nước hoa này thì thực sự mà nói đây, nó là một trong những chai nước hoa có mùi hương cực kỳ mạnh và dữ dội. Cái cảm giác khi mà các bạn xịt xong, nếu như các bạn lần đầu tiếp xúc với mùi hương này, các bạn sẽ cảm thấy khá là sốc khi mà xịt mùi hương. Thế nhưng ở một cái khía cạnh nào đó, khi mà dùng vào mùa lạnh, nhất là đặc biệt vào những ngày rất là lạnh giá như đợt thời gian vừa xong, thì cái mùi hương của Monter Intense Cafe với cái sự kết hợp giữa ngọt ngào của vani và mùi thơm nồng của hoa hồng thực sự là một cái gì đó rất là quyến rũ, rất là một cái gì đó rất là thu hút. Và nói một cách nó như là một cái hơi ấm trong những ngày đông cực kỳ lạnh lẽo, bởi vì cái mùi hương của nó rất là mạnh, thơm và ngọt, rất là quyến rũ, rất là sexy. Ở vị trí số 7,
đó là Monterey Intense Cafe. Ở vị trí số 6, đây là một chai nước hoa được ra mắt khá là lâu. Theo như mình được nhớ, hình như nó là ra năm 1992 hay 93, mình không nhớ chính xác lắm. Đó là Jupe Home. Chai nước hoa này luôn luôn được so sánh với Chris Santer, nhưng nó mạnh bạo hơn, nó mãnh liệt hơn và sexy hơn. Ngay cả trong những cái phần quảng cáo của Jupe Home thì các bạn có thể thấy, mặc dù đây là một chai nước hoa nam nhưng mà nó lại có cái màu hồng, có nghĩa là nó thiên về, cũng có cái gì nó thiên về nữ tính. Và bản thân mình khi mà xịt mùi hương này thì đến chị mình cũng phải nói là con trai gì mà lại dùng nước hoa của con gái đó. Và đây là phải nói, và đây là một cái vũ khí hạng nặng cho các bạn. Nếu như các bạn tham dự các buổi party, các buổi đi bar thì mùi hương của Jupe Home này sexy, độc đáo và quyến rũ, là một trong những cái các bạn đủ, giống như kiểu là những cái nắm đấm hạng nặng khi mà mình bước vào những cái nơi mà dùng mùi hương để hạ gục đối thủ, thì Jupe Home này sẽ là vũ khí giúp cho các bạn. Đó, ở vị trí số 6. Ở vị trí số 5, một sản phẩm của nhà Thierry Mugler, nó có tên là Thierry Mugler Angel Eau de Toilette. Mùi hương này như thế nào? Để mình sẽ list cho các bạn, các anh em thử các thành phần nguyên liệu nổi bật khi mà mọi người ngửi về mùi hương chai nước hoa này nhá. Nó gồm có hoắc hương, sô-cô-la, táo, vanil. Đó, đấy là 4 nguyên liệu, thành phần nguyên liệu mà người ta đánh giá khi mà mình xịt mùi hương này. Nói như thế có nghĩa là gì? Đây là một cái mùi hương ngọt, ngọt và ngậy. Nhưng nó ngọt nhưng không ngấy, không gây khó chịu. Mà khi mà các bạn ngửi mùi hương này, các bạn sẽ cảm thấy nó chỉ muốn ngửi mãi, chỉ muốn khám phá mãi tại sao nó lại mùi hương gì mà lại ngọt như thế. Chứ không phải là như muốn xua đuổi các bạn đi. Cái đấy là mình khẳng định với các bạn. Đặc biệt nếu như các anh em nào xịt vào mùa đông, và mùa đông thì mùi hương này, mặc dù đây là chai nước hoa dành cho nữ, nhưng các bạn nam hoàn toàn có thể sử dụng được. Và hãy xịt vào những cái đêm đông, các bạn sẽ cảm thấy sự thu hút của nó khi mà sử dụng Thierry Mugler Angel Eau de Toilette. Ở vị trí số 4, đây là một sản phẩm của nhà Guerlain. Nó có một cái tên khá là dài, đó là Guerlain Aqua Allegoria Mandarin Basilic. Đây lại là một sự lựa chọn cho các bạn nam và các bạn nữ. Nếu như các bạn thích một cái mùi hương có một chút nhẹ nhàng, có một chút ngọt, dùng trong mùa hè, nếu như bạn nào thích một mùi hương như thế, nó dung hòa cả hai yếu tố đó, thì đây, Mandarin Basilic là một sự lựa chọn cho các bạn. Với các cái thành phần nguyên liệu rất là fresh, giống như cam bergamot thì phải, mình không nhớ chính xác, nhưng mình chỉ nhớ là có cam. Khi mà các bạn xịt xong, một cảm giác tươi mát giống như là mình đang được chìm đắm trong một cái không gian tươi mát sạch sẽ của cam. Và một lúc sau đó thì nó lại có một chút ngọt đó. Đây là một cái mùi hương khá là độc đáo và một cái sự lựa chọn. Nếu như bạn nào mình đang lặng bất ở bạn nào đang đi tìm một cái mùi hương nhẹ nhàng và thu hút dùng cho mùa hè, thì Guerlain Aqua Allegoria Mandarin Basilic là một sự lựa chọn cho các anh em. Ở vị trí số 3, đây là một cái chai nước hoa mình khá lắn đo có nên cho vào trong top list của mình hay không. Bởi vì khi mà mình trò chuyện với người bạn của mình thì bạn mình đã rất là ngạc nhiên và tại sao lại đưa chai nước hoa này, tại sao chai nước hoa này nam có thể dùng được. Nhưng mà thực tế thì mình khi mà mình xịt và mình cũng tham khảo những cái mà trên các diễn đàn thì cũng có rất là nhiều bạn trai đã dùng. Và do đó mình quyết định mình sẽ vẫn đưa chai nước hoa này vào trong cái list gợi ý của mình. Đó là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent. Nó có tên là Yves Saint Laurent Black Opium EDP Eau de Parfum. Nó có cà phê, nó có lê, nó có vani. Thì các bạn cũng đã đều biết lê thì nó có cái chắc là nó sẽ na ná giống như là của chai nước hoa Ultra Mer. Và cà phê vani thì ngọt và ngậy và một cái gì đó khá là hăng hắc. Nhưng mùi hương này có thể nói là khi mà cái dry down của nó sau khoảng 15-20 phút các bạn xịt xong thì nó sẽ có một cái gì đó giống như kem fade lên da, rất là gợi đòn, rất là sexy. Nó có thiên hướng về nữ. Nhưng nếu như bạn nam nào thích một cái mùi hương sexy, một cái mùi hương playboy thì hoàn toàn có thể các bạn có thể sử dụng được chai nước hoa này.
Do đó ở vị trí số 3 mình muốn gợi ý đến cho các anh em đó là một Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum. Ok, ở vị trí số 2 mình muốn gợi ý đến cho các anh em đó là một sản phẩm của nhà Hermès, nó có tên là L'Ambre Dermaville. Chai nước hoa này như thế nào? Mở đầu là một cái mùi hương ngọt ngậy của vani. Và nếu như bạn nào khi mà mới xịt thì sẽ có một cái cảm giác đây là một cái mùi hương này khá là mềm mại, nhưng không phải. Sau khoảng 20 phút thì cái mùi hương hổ phách nó cứng hơn và nó hơi hắc hơn một chút. Nó sẽ lấn át cái mùi vani và nó lại có một cái gì đó khá là nó nam tính hơn, nhưng vẫn có cái sự nữ tính mix cùng trong đó. Trong những cái chai nước hoa của nhà Hermès thì chai nước hoa này mình cùng với Terre d'Hermès mình khá là thích. Thậm chí mình xếp trên nó với một số chai, ví dụ Jardin Soulenin thì mình vẫn xếp dưới những chai này. Mùi hương này rất là hay. Và nhất là hổ phách của chai nước hoa này mình đánh giá rất là cao, nó mix rất là hay. Nó không quá là cứng cáp như một số chai nước hoa khác. Thì ở vị trí số 2 L'Ambre Dermaville đó là sự lựa chọn cho các anh em nếu như bạn nào muốn tìm kiếm mùi hương của unisex. Cuối cùng ở vị trí số 1 đó là chai nước hoa gì? Nếu như các anh em nào đang cần tìm kiếm một mùi hồng mix cùng với mùi gỗ đó, rose, có nghĩa là mùi hồng thì thường là tượng trưng cho các chị em và mùi gỗ là cứng cáp cho các anh em, thì đây là cũng là một trong những gợi ý đến cho các bạn, đó là Guerlain Santa Royal. Mùi hương này nó như thế nào? Các bạn chỉ cần mở nắp ra, các bạn cũng đã có cái thể cảm thấy một cái mùi hương nồng nàn quyến rũ giữa hoa hồng và gỗ mix cùng với nhau, cực kỳ thu hút. Mình thật ra cái style dùng nước hoa của mình, những cái hương hoa mình không quá thích, mình thực sự mình không có không thiên về hoa nhiều lắm, nhưng mình đã bị khuất phục bởi mùi hương của chai nước hoa này, nó quá là tuyệt vời. Gỗ đàn hương và hoa hồng mix cùng với nhau blend lên một cái mùi cực kỳ đẹp. Bạn nam dùng mùa đông thì tuyệt vời, và bạn nữ dùng mùa đông thì rất là sexy, quyến rũ. Do đó ở vị trí số 1 mình muốn gợi ý đến cho các anh em đó là chai nước hoa Guerlain Santa Royal. Vừa xong là top 10 chai nước hoa unisex mình muốn gợi ý đến cho tất cả mọi người. Rất là hy vọng video này có giúp ích được cho các anh em nếu như các bạn đang cần tìm kiếm mùi hương độc đáo, nam và nữ đều có thể dùng được. Video của mình đến đây là hết. Rất cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video quan giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.